Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Mời cả nhà cùng mình thu hoạch các loại ớt mình đã trồng ở mùa hè. Đây là ớt chua. Vào tháng 9 thì bắt đầu trời nó lạnh. Qua một đêm mưa gió bão cho nên ớt nó rụng hết xuống dưới, mình phải thu hoạch vô. Nhiều lắm luôn cả nhà. Mỗi thứ thì mình trồng có một hai cây thôi nhưng mà nó cho ra trái rất là nhiều. Đây là ớt kiển, nhìn giống như mấy cái đèn trái nhót ha cả nhà. Còn cây ớt này á, một cây mà nó ra tới 3 màu, màu đỏ, màu cam, màu xanh nè cả nhà. Cây ớt này á, trái dài cả gang tay luôn đó cả nhà. Rất là nhiều trái luôn cả nhà ơi. Cùng một cây mà ở đây nó ra trái màu đỏ nữa nè cả nhà. Còn đây là cây ớt hiểm ha. Mình mua trái nó màu đỏ, nó nhỏ dài mà mình trồng sao mà nó ra giống như là ớt chuối bự bự cả nhà. Nhiều quá chừng trái luôn. Lúc này thì là cuối tháng 9, trời nó lạnh rồi, nó không có nắng nữa, nó không có kịp chín á, nhưng mà mình cũng phải thu hoạch hết vô rồi mình để cho nó chín. Đây là trái mà lúc mà mình mua ở chợ về nó như vậy nè cả nhà. Rồi xong mình lấy hộp lại mình trồng á. Không, cả nhà thấy nó trái nó nhỏ xíu mà nó dài dài vậy đó. Mà mình trồng sao nó ra bự bự, mập. Hồi nãy là mình trồng ở dưới đất nha. Bây giờ này là mình trồng ở trên chậu nè. Nó cũng ra nhiều trái. Đây là cái cách mình tưới nước tự động ha. Mình cho nước vô mấy cái bình nước ngọt mà nó hết rồi đó. Xong mình mua mấy cái đầu này nè, mình cắm vô cái nước nó nhỏ giọt tự động cả ngày. Còn bên này là hệ thống nước tưới tự động giống trong video rau mồng tơi Nhật mình có cho cả nhà thấy rồi đó ha. Đây mình thu hoạch được nhiêu đây nè cả nhà. Cũng có một vài trái nó chín rồi. Là mình đem vô nhà mấy bữa sau là nó chín, từ từ là nó chín như vậy nè cả nhà. Rồi mình bỏ vô bao rồi xong mình bỏ vô tủ đá đó. Mình ngâm từ từ. Còn đây là một loại ớt mà nó nói là của Hàn Quốc nha cả nhà. Nó nhỏ xíu như cái ngón tay út của mình á, mà nó dài cả gang tay. Nó không có chín, nó cứ màu xanh vậy đó mà nó cũng chẳng có cay gì hết trơn á, như là trồng chơi cho nó vui thôi. Cây ớt trái nhót hồi nãy màu vàng đó, nó chín và nó màu đỏ vậy nè cả nhà, nhìn đẹp. Đây mình thu hoạch được đó, nhiêu đó, một rổ với một đĩa vậy nè cả nhà. Đây là ớt mình đem vô, mình nhồi chả cá, mình chiên, sau đó mình sốt cà chua. Đây là cà chua bi nhà mình. Mình dùng để làm sốt
Các bạn có thể dùng cà chua lớn, nhưng mà mình có sẵn cà chua bi thì mình xài cà chua bi. Món ớt nhồi chả cá sốt cà chua của mình đã xong, nhìn rất là ngon. Mời cả nhà nha. Chị Năm mình góp ý, cắt mấy cọng hành ngâm nước bỏ lên, nhìn xanh xanh đỏ đỏ đẹp chưa nè cả nhà. Nếu các bạn thích thì làm cho gia đình mình ăn nha. Món này rất là dễ, nêm nếm thì tùy theo khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình. Chúc các bạn thành công nha. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.